với kênh Family Federer Cuộc Sống ở Thụy Sĩ. Xin chào. À, hôm nay thì hai vợ chồng nhà mình nhé sẽ thưởng thức hai món này các bạn ạ. Thì đây là món gà nướng nhá. Đây, gà nướng này thì mình được mua và đã ướp sẵn ở trong siêu thị rồi các bạn ạ. Thì mình đã đem về và chỉ có nướng qua nữa thôi. Thì bây giờ mình nướng xong thì nó sẽ ra như thế này. Rất là thơm và ngon cả nhà. Còn đây là món đu đủ đâm của Thái Lan cả nhà nhá. Thì mình sẽ nếu thực chất thì nó phải được bia. Chồng mình anh đang bảo là anh rót đẹp quá, nó nâng lên như này rất là đẹp cả nhà. À, mình nói lại nhá, cái này ấy thì thực tế mà nói là nó phải được đâm là bằng cối để đâm đấy cả nhà, nhưng mà mình không dùng cối mà chày ấy thì mình đã thì cho mình giới thiệu qua nhá. Mình đã xay bằng máy xay sinh tố cả nhà. Mình đã xay gia vị hỗn hợp ấy, đã bằng máy xay sinh tố thì mình đã trộn lên. Cả nhà xem thì chắc đã biết rồi là mình làm như nào đúng không ạ? Nào, không vòng vo nữa thì hai vợ chồng mình sẽ thưởng thức bây giờ nhá. Ông xã mình ăn chắc cũng đã đói rồi cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức với gia đình mình nhá. Nào, xin mời. Papa Seleka. Ăn bao giờ cũng phải mời chồng trước đấy cả nhà. À, mình giới thiệu qua một chút. Lâu lắm rồi ấy thì hai vợ chồng mình đã không thưởng thức những ly bia ngon. Từ khoảng 2 tháng đấy cả nhà thì mình đã không uống đến bia đến rượu nhiều. Thì hôm nay ấy mình làm những cái món này thì chồng mình anh bảo rằng là muốn thưởng thức những cái một lon bia thật là ngon, thì anh có mua thêm 2 lon bia này. Cất trong tủ lạnh một lon, hai vợ chồng sẽ uống trước một lon để xem là nó như nào đã nhá. Thì sẽ uống thêm các bạn ạ. À, xin mời các bạn nào. Patrick không được uống nhá. Nào, bây giờ mình sẽ thưởng thức một hớp xem là như nào nhá. Wow. Lời. Ngon thực sự luôn đấy cả nhà ơi. Lâu lắm rồi ấy là mình không được uống lại bia và rượu. Anh sẽ ăn cái gì trước nhỉ? Anh sẽ ăn gà. À, mình quên giới thiệu qua ấy. Các bạn ơi, mình quên giới thiệu qua thì đây là nước chấm của Thái Lan cả nhà nhá. Cái này thì mình không làm được vì nó có nhiều thành phần lắm. Cái này thì mình mua luôn một chai để chấm cả nhà. Mình sẽ chấm với gà. Gà thì họ đã ướp qua rất là kỳ và thơm ngon rồi cả nhà. Nhưng mà mình chấm cùng ly nước này á, ăn vào trong miệng chân nuốt xuống cổ đâu, nhưng mà trong miệng nó đã ngon, rất là ngon lắm rồi cả nhà. Mình sẽ bốc, mình sẽ không ăn thìa đâu, mình sẽ bốc. Chồng mình nói là bia, cái lon bia này ấy thì của Đức cả nhà. Bia Đức cũng rất là ngon nhá, bia Đức rất nổi tiếng nhá. Cái món này nó cay lắm cả nhà ơi, không phải là nó bình thường đâu, nó rất là cay. Mình đã đâm luôn một nửa quả ớt cay đấy cả nhà. My meat alcohol. Chính hả? Yeah. Wow, đi. Các bạn ơi, đây là bia không có alcohol nhá. Nếu ai mà uống cái loại bia này rồi chắc là biết loại bia này đúng không? Nó cũng không đắt đâu, nó rất là rẻ. Mình mua hình như là anh ấy thấu lại hả? Bán mì sứ thấu lại bán lươn mà 49 cent nó. Vừa bán đừng không? Chỉ có tính ra tiền viện mình ấy thì 11.000 đồng một lon này thôi nhá. Một lon này là lít, chồng mình bảo là 500ml thì là nửa lít đấy cả nhà. Nhưng mà nó có mười mấy nghìn tiền Việt Nam mình thì cũng rất là rẻ cả nhà nhá. Nhưng thay vào đó phụ nữ mình uống được
Là vì sao các bạn biết không? Nó không có alcohol, là có nghĩa là nó không có nồng độ cồn ở trong này. Mình uống bao nhiêu cũng không say. Tại gì mình uống mình thấy khác hẳn với những cây bia mà như là Tiger hay là Heineken cả nhà. Các bạn đừng có cười mình nhá. Wow, rất là hấp dẫn cái món ăn hôm nay, rất là ngon cả nhà ơi. Ôi cái món đu đủ đâm này ấy, nghiện luôn. Ăn lỏi nó và nó làm đâu mới đi kìm. Cái món này thì rất là hấp dẫn và rất là ngon và rất là nổi tiếng của Thái Lan. Nhưng nếu mà ai mà bị dạ dày ấy thì không nên ăn nhá, là vì nó thứ nhất là nó rất là cay cả nhà. Nó cay lắm. Nếu mà không bị vì trong với hơn nữa trong cái đu đủ xanh thì nó đã có một cái chất gì đó đã bào mòn cái dạ dày mình rồi, cho nên là ai mà bị dạ dày thì hạn chế ăn cái này nhá. Không nên ăn luôn thì càng được. Gà ngon lắm các bạn ạ. Chồng mình anh đang khen ngon, vợ làm cái gì cũng khen ngon cả nhà. Mia thăm lấy cả ăn lỏi một lấy đó. Dạ. Vợ làm cái gì cũng khen ngon. Mia lấy thì mày ăn lỏi mấy hả? Khai có đại có phút phở mia, mia có thăm mấy mia ăn lỏi. Oh my god. Mình hỏi là có cái gì em làm không ngon không? Chồng mình bảo là có cái gì mà dám nói được là vợ làm không ngon. Có nghĩa là kể cả ngon thì anh vẫn kể cả không ngon thì anh vẫn phải nói là rất là ngon. Áo mà mì thảm chinh chinh thử. Mì ăn này thì mày ăn lỏi mấy? No. No, chinh hả? Bây giờ mình đã hỏi chắc chắn lại là mình hỏi anh là có cái gì, em hỏi thật lòng là có cái gì nhà em làm mà không ngon không? Thì chồng mình bảo là không, cái gì cũng rất là ngon. Xin tỏ tay nghề mình cao nhé. Phó phụ nhìn phó mát mì là đường đai. Chồng mình anh bảo là anh thích nha, bia có cồn hơn là bia không cồn. Nếu mà bia này thì dành cho vợ uống là ok. Còn mà bia có cồn thì bia này đối với anh ấy thì kiểu nó hơi nhạt so. Wow, con trai mình bảo là rất là ngon mẹ ơi. Ăn không để cho con tiếp cái đùi nè. Cho hai nhân hai cái đùi nè. Xin mẹ chưa? Xin mẹ. Cảm ơn mẹ chưa? Cảm ơn mẹ. Ok, để mẹ bóc cái da ra cho. Con mình cần cho dai dài. Một em bé lớn thì rất là lớn. Ăn kiểu gì cũng rất là lớn. Mà giảm cân cũng rất là lớn. Một em bé thứ hai thì không biết làm sao, nó nhỏ nó bé lắm cả nhà. Ô cả nhà ơi, bây giờ hai vợ chồng đã ăn hết và no lắm rồi cả nhà. Bây giờ thì
Nhà mình sẽ ăn luôn cái món răng miệng này cả nhà. Wow, ăn này đi, mình sẽ ăn quả đào luôn cả nhà này. Không ngọt cả nhà, nó chua chua. Cắt ăn thì ok, nhưng mà để mà cắn thì mình thấy rất là chua. Hả? Một hay hả? Hết cả rồi hả? Ai gì? Hết thế này mình tắm luôn. Bên này mẹ bỏ bên mật ong cho con chấm con như thế ngon lắm. Cả nhà ơi, bây giờ hai vợ chồng mình sẽ dừng video tại đây cả nhà nhé. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã quan tâm và theo dõi gia đình mình trong thời gian qua. Thì mình hy vọng rằng là các bạn luôn luôn theo dõi gia đình mình tiếp, để mình có những cái động lực ra những cái video tiếp theo hay hơn và sẽ hấp dẫn hơn các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye, hello thúc khôn hỏi. Hello, anh xin chào. Ok, bây giờ mình sẽ dừng video tại đây. Nếu thấy video gia đình mình hay và hấp dẫn thì mình xin các bạn hãy cho mình một like và nhớ là đăng ký, bật thông báo và tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. Bye bye. Ba bố, hai bố con còn lo ăn. Bye bye. Bye bye.